Xin chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn giữ băng tầng 57.3, 16.10 cũng như băng tầng 26.9 của chúng tôi để theo dõi chương trình tin tức buổi tối của ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, chúc quý vị nhớ là chương trình tin tức buổi tối gửi đến cho quý khán giả mỗi ngày từ thứ hai đến thứ sáu từ 7 giờ đến 8 giờ tối giờ miền Nam California. Quý vị cũng có thể coi ở trên YouTube và trên Facebook TV. Nếu quý vị coi trên YouTube thì xin bấm vào À, cái chữ surprise hoặc là chữ ghi danh sau đó bấm vào cái chuông nếu quý vị đang coi ở trên Facebook xin bấm vào chữ theo dõi à, hoặc là follow để YouTube Facebook có thể gửi đến cho quý vị những tin nhắn thông báo à, khi mà chúng tôi có video clip mới được upload lên cảm ơn quý vị rất nhiều và chương trình này à, hân hạnh được bảo trợ bởi hãng xe Kia với lại rất nhiều dòng xe mới à, đang ra mắt à, có trên thị trường để phục vụ cho quý vị và giá cả phải chăng thân thiện với môi trường mời quý vị tìm đến với các dealer xe kia trong vùng để biết thêm chi tiết và tiếp đến nữa ở chúng tôi cũng hân hạnh được bảo trợ bởi công ty Nature Medic với lại những sản phẩm liên quan đến full Quaden rất là tốt để cho quý vị có thể sử dụng và đặc biệt là quý vị đang phải chống chọi lại với nhân căn bệnh nặng thì đây là một sự lựa chọn hoàn hảo. Số phone là 1888 998 9788 1888 998 9788 và tiếp đến à, vẫn là những bản tin cho buổi tối ngày hôm nay. Tiếp theo cùng với tiến sĩ của Hồng Dũng thưa anh. Dạ vâng. Kính thưa quý vị, bản tin nói về trợ lý của Hoa Kỳ là một uh, trợ lý của Hoa Kỳ đã chúc mừng cho Việt Nam trúng cử Hội đồng Nhân quyền. Trợ lý ngoại trưởng là Christine Burns đã chúc mừng Việt Nam được bầu vào Hội đồng Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc, mong muốn tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Ông nói, chúng tôi hy vọng với tư cách là thành viên quan trọng của Hội đồng Nhân quyền, Việt Nam sẽ hợp tác với Hoa Kỳ để thúc đẩy nhân quyền phổ quốc. Trợ lý ngoại trưởng của Hoa Kỳ phụ trách khu vực Đông Nam Á, Thái Bình Dương là Daniel Christenberg đã nói trong một cuộc họp báo tại Hà Nội ngày hôm nay khi gửi lời chúc mừng Việt Nam được Hạ Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc và Hội đồng Nhân quyền. Ông cũng hy vọng Việt Nam sẽ là đối tác của Hoa Kỳ để giải quyết một số thách thức về nhân quyền trên trường quốc tế đó là điều mà ông đã đưa ra những lời chúc mừng. Tuy nhiên theo những nguồn tin như chúng ta đã biết, sau khi Việt Nam trở thành thành viên của Hội đồng Nhân quyền về vấn đề đặc biệt nhân quyền thì rất nhiều những tổ chức của cộng đồng Việt Nam đã lên tiếng để phản đối bởi vì Việt Nam là một quốc gia đã vi phạm nhân quyền mạnh nhất và nhiều nhất. Thực tế thì trong năm 2021 cho đến năm 2022 số lượng của các nhà báo cũng như là những blogger và đặc biệt là những người đã hoạt động về vấn đề tôn giáo đã bị tước đoạt quyền công dân và đã bị chà đạp trên cái tinh thần mà người ta gọi là nhân quyền đâu không thấy. Nhưng mà người Việt Nam và đặc biệt là công an Cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục đàn áp đối với những người bất đồng chính quyến ở tại Việt Nam. Như vậy thì vai trò và tư cách của Việt Nam có xứng đáng hay không khi mà một đất nước đã phạm quá nhiều những lỗi đầm của vấn đề nhân quyền. Do đó thì một số những cái tổ chức họ đã bày tỏ những cái sự bất bình. Tuy nhiên đây cũng là một cái game của Liên Hiệp Quốc bởi vì tất cả những thành viên của 14 quốc gia dường như là nước nào ở trong cái khối của Hội đồng Nhân quyền đều là những nước vi phạm nhân quyền trầm trọng. Do đó thì chúng tôi nghĩ rằng chắc là một số người họ đã nghĩ Việt Nam là một trong những nước vi phạm nhân quyền để dùng hết những nước đó vào trong một cái khối được gọi là khối nhân quyền của Liên Hiệp Quốc để từ đó họ kiểm soát mạnh mẽ hơn. Trở lại với cô Mỹ Linh và dạ, cảm ơn tiến sĩ của Hồng Dũng và tiếp đến nữa là bản tin liên quan đến uh, ứng cử viên của Navy Seal đã chết vì viêm phổi do virus trong vài giờ sau khi huấn luyện trong tuần lễ địa ngục uh, ứng cử viên ở uh, cho đội siêu thêm xích của Hải quân là Kyle Mullins 24 tuổi đã chết vì bị viêm phổi do vi khuẩn tức là virus ở trong vòng vài giờ sau khi hoàn thành những gì được gọi là một tuần lễ địa ngục Trong chương trình huấn luyện ở Cơ bản đòi hỏi rất khắc khe Của lực lượng siêu đặc biệt Trong tháng 2 Theo một cuộc điều tra về nhiệm vụ của Hải quân Đã được công bố vào ngày hôm nay Trong khi mà có một số dấu hiệu Rằng Lão Merlin đang gặp vấn đề Vô hô hấp và bắt đầu ho ra Một chất lỏng sau 24 tiếng tập luyện Thì sau đó thì Anh đã được đưa ra khỏi Buổi tập và không được đưa Đến bệnh viện trong khi mà cái cái cả một quá trình tập chưa được hoàn thành các nhà điều tra của hải quân đã kết luận rằng Merlin đã chết trong khi thực hiện nhiệm vụ không phải là do những hành động sai trái không phải là do anh ta làm sai nhưng mà chính trong cái quá trình tập luyện mà đã qua đời theo một thông cáo báo chí từ bộ tư lệnh chiến tranh đặc biệt của hải quân cho biết cái chết của Mueller làm dấy lên những lời chỉ trích về chương trình huấn luyện tuần lễ địa ngục dữ dội của siêu teamset um, đã có 10 lực lượng đọc và uh, đã phái diện. nói chung là nó rất là ghê gớm và trong đó có siêu obs là tin chính thức của chương trình huấn luyện những cái uh, có thể nói rằng là những cái khóa huấn luyện mà đặc biệt nhất có thể mà liên quan tới mạng sống luôn và ở đây là một cái tuần lễ mà khủng khiếp cho nên mới gọi là tuần lễ địa ngục và đây là lúc mà nó bị chỉ trích rất là mạnh mẽ khi mà đã có người chết mà chết về viêm phổi do bị nhiễm khuẩn luôn tức là những cái khi mà trong quá trình tập quá mệt mỏi rồi bị virus tấn công vào phổi thì trong khi đó cơ thể của mình quá mệt mỏi là cái sức đề kháng bị giảm không thể nào chống chọi với virus đó cuối cùng thì qua đời và đây là một cái quy trình mà rất là khủng khiếp và đến những dấu hiệu có thể bị bỏ sót của những người mà lẽ ra phải ở chăm sóc sức khỏe và đặc biệt những người quan sát của những người lính khi trong quá trình tập luyện hải quân đã áp dụng một số thay đổi trong quá trình này kể từ khi mưa qua đời, nhưng mà các hành động chính đã được thực hiện đối với lại binh số của những người chỉ huy của bộ chỉ huy huấn luyện cơ bản, đó là đại úy Bradley Gray, là chỉ huy của trung tâm tác chiến đặc biệt của hải quân, rồi đại úy là Brian Daxler, cũng như các nhân viên y tế cấp cao dưới quyền của họ Và một hành động uh, lẽ ra cần phải được nhanh chóng uh, Nhưng mà uh, họ đã không có làm như vậy Và cuối cùng thì dẫn đến Cái chết của người lính này Dù rằng sự việc uh, đã xảy ra uh, Tương đối lâu Nhưng mà bây giờ thì họ mới điều tra Và cho ra cái kết luận uh, Cuối cùng người này uh, mới có 24 tuổi Thì đã qua đời trong tuần lễ huấn luyện Mà mang gọi là đặt cái nickname Đó là tuần lễ địa ngục đó Thì mình nghe tên thôi là đã biết khủng khiếp đến như thế nào và quay trở lại với tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng thân. Dạ vâng, kính thưa quý vị, mời quý vị nghe bản tin ngắn của địa phương. Quận hạt Santa Clara County của thành của tiểu bang California cũng mới vừa thông báo rằng tất cả những cái phiếu để mà bầu cử đã bắt đầu gửi đến từng gia đình của cư dân tại quận hạt Santa Clara bắt đầu từ ngày 10 tháng 10 năm 2022. Nếu những cư dân nào mà qua nửa tháng tức là đến ngày 25 tháng 10 mà chưa nhận được thì có thể làm đơn khiếu nại hoặc gọi đến cơ quan trực tiếp để có thể giải quyết những vấn đề quyền công dân. Và đặc biệt quận hạt Santa Clara County của miền Bắc California là nơi có cộng đồng người Việt cư ngụ rất là đông và cái số lượng người Việt là một cộng đồng đã có được một cái thành tích là đi bầu cũng khá đông. Tuy nhiên, mỗi năm thì những băng vận động bầu cử vẫn tiếp tục kêu gọi cộng đồng người Việt thể hiện cái quyền công dân của mình để chứng tỏ mình là cái người công dân của hiệp chủng quốc Hoa Kỳ và điều thứ hai nữa là chúng ta cũng sẽ thể hiện cái tinh thần cũng như là cái cộng đồng của chúng ta rất là mạnh bởi vì những người dân cử họ sẽ nhìn vào cái lá phiếu của cộng đồng nào mạnh thì họ mới có những cái sự hỗ trợ và đặc biệt là họ mới lân la và từ đó chúng ta có thể và đưa ra những cái nguyện vọng đồ hỏa hoặc là chúng ta yêu cầu họ giúp đỡ cho chúng ta bằng nhiều cái phương cách như là cuộc đấu tranh cho chúng ta về vấn đề nhân quyền tự do tôn giáo tại Việt Nam tất cả những cái điều đó là tùy thuộc vào lá phiếu của cử tri do đó thì quận hạt đã rất là kêu gọi mọi người nên ý thức cũng như đi bầu cử một cách hết sức là mạnh mẽ vào ngày 18 tháng 11 sắp tới đây Tuy nhiên thì lá phiếu này đó, dường như năm nay tất cả ai cũng nhận lá phiếu này mặc dù khiếm diện hay không khiếm diện đều nhận được lá phiếu tuy nhiên quý vị có thể uh, nghiên cứu trước ai là cái người xứng đáng thì quý vị có thể chọn lựa và từ nay cho đến cái ngày bầu cử quý vị có thể bỏ vào thùng thư mà không cần phải dán tem đó là những thông báo sơ khởi từ cuộc họp santa clara công ty và chúng tôi cũng nhân cơ hội này kêu gọi đồng hương của chúng ta và tất cả những người Việt Nam ở tiểu bang California chúng ta hãy thể hiện cái quyền công dân của người Việt Nam chúng ta hãy đi bầu chọn và chứng tỏ rằng chúng ta có thực thi quyền công dân của chúng ta đang ở trên hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ trở lại với cô Mỹ Linh Dạ, cảm ơn tiến sĩ Hồng Dũng đã nhắc nhở. Và quý vị nào mà chưa ghi danh để mà đi bầu thì quý vị cũng cần phải ghi danh tại vì mới lên viết trong cộng đồng của chúng ta có một vài bác là mới mới được thi đạo quốc tịch yeah. cho nên là đây là cơ hội nha quý vị nha có có một vài bác là mới thi đạo quốc tịch trong tháng này cho nên là bây giờ phải tranh thủ mình thi đạo quốc tịch xong là mình ghi danh bầu cử liền nha là được rồi đó à, thì cho nên quý vị cần phải ghi danh và hạn chót để ghi danh là ngày 24 tháng 10 để mà quý vị có thể ghi danh bầu cử. Và à, sau đó quý vị có thể là early vote tức là nhận được những cái bầu cử sớm. À, rồi quý vị có thể à, bỏ đến những cái nơi mà gọi là drop off, những cái uh, uh, ballot của quý vị à, rồi thì uh, có thể drop off hoặc là quý vị có thể bỏ ra được bưu điện như là bình thường. Tuy nhiên thì có rất là nhiều quý vị là thích là đúng ngày 8 tháng 11 mình ra các thùng phiếu, rồi xong rồi mình tự tay để mình lựa chọn cái ứng cử viên, rồi sau đó thì mình sử dụng máy, rồi kia nó cũng có cái hay của nó. Nhưng mà điều quan trọng quý vị, bất kể hình thức nào mà quý vị lựa chọn đi bầu, để mà hợp với lại thời gian, hợp với lại cái sở thích của quý vị đều được miễn sao quý vị đi bầu đó là điều quan trọng tại vì đôi khi người việt nam mình ghi danh đi bầu rất là đông nhưng mà đến khi mà cái lá phiếu mà bên phía của ủy ban bầu cử nhận lại được hầu như chỉ có 40% phần trăm thôi có cỡ những năm thì nó chỉ khoảng ba mươi mấy phần trăm nó hơi thấp cho nên là khi mà quý vị ghi danh rồi thì nhất định xin hãy đi bầu thật là đông đủ và đặc biệt là hãy lựa chọn cho những người mà quý vị tin tưởng cái lá phiếu của quý vị là vô cùng quan trọng À, mời quý vị có thể đón xem talk show của chúng tôi để tìm hiểu thêm về cái ứng cử viên mà đang có để mà quý vị biết là quý vị quyết định lựa chọn ai để xứng đáng cho chúng ta cảm ơn quý vị rất nhiều và đến đây thì xin kính chào tạm biệt kính chúc quý vị có một buổi tối thật bình an và nhiều niềm vui à, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai à, cũng vào giờ này nhưng mà ngày mai đó thì chúng ta sẽ có chương trình live show cùng với lại ông Phan Kỳ Nhân là bên phía ở uh, chủ tịch của uh, Ủy ban chống cộng sản và Tây sai về những gì đang xảy ra rất là quan trọng trong cộng đồng của mình cho nên là uh, cáo lỗi với tiến sĩ Hồng Dũng là chưa có báo trước nhưng mà ngày mai thì chúng tôi cùng với tiến sĩ Hồng Dũng sẽ không thực hiện chương trình Mỹ Linh sẽ làm live cùng với lại uh, bác Phan Kỳ Nhân vào lúc bảy giờ tối mai. Rồi tối ngày thứ sáu thì tương tự tại vì cái người mà đối trọng cái câu chuyện này là là luật sư um, uh, Lân thì anh uh, luật sư Lân cũng sẽ làm live là Mỹ Linh vào lúc 7 giờ tối ngày thứ sáu. Cho nên là chúng tôi sẽ có hai 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 chương trình đặc biệt vào tối thứ năm và thứ sáu live lúc 7 giờ tối mời quý vị đón xem. Cảm ơn tôi sự được hồng dẫn. Dạ. Yeah. Dạ vâng thì cũng nhân cơ hội này chúng tôi xin được kính chúc quý vị có một tuần lễ an vui và hạnh phúc.